Năng suất lao động là yếu tố then chốt quyết định năng lực cạnh tranh của cả nền kinh tế và của từng doanh nghiệp. Khi cải thiện thì năng suất được nâng cao, lao động sẽ góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển, tạo điều kiện cho doanh nghiệp triển khai chính sách chăm lo công nhân lao động ngày một tốt hơn. Trên cơ sở kế hoạch tăng lương cho người lao động, hàng năm nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương cũng đặt mục tiêu tăng năng suất lao động tương ứng. Bởi nếu duy trì được tăng năng suất lao động sẽ giúp công ty đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh, có đủ nguồn lực để tính toán nâng lương và các chế độ phúc lợi khác. Cùng với đổi mới công nghệ sản xuất, chúng tôi luôn khuyến khích tạo điều kiện cho công nhân thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, luôn nỗ lực cống hiến trong công việc. Chính điều này đã cải thiện năng suất lao động đáng kể, tạo ra nhiều giá trị thiết thực, góp phần giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phát triển ổn định trở lại. Từ đó, tiền lương, thu nhập của mọi người cũng được nâng lên. Năng suất lao động được xem xét từ nhiều khía cạnh, từ hoạch định chiến lược đầu tư, đổi mới tư duy để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động của từng doanh nghiệp. Đây cũng chính là giải pháp phát triển bền vững, bởi cạnh tranh lao động giá rẻ không còn là lợi thế của nền sản xuất công nghiệp trong nước. Nếu không chịu đổi mới, cải thiện năng suất lao động, doanh nghiệp khó đứng vững trong xu thế hội nhập hiện nay. Xác định rõ điều này, các doanh nghiệp cần chú trọng nâng cao tính hiệu quả trong quản trị sản xuất kinh doanh, đào tạo, nâng cao tay nghề cho người lao động, cụ thể hóa mục tiêu cải thiện năng suất lao động. Năng suất lao động và tiền lương nó luôn luôn gắn liền với nhau. Chỉ có tăng năng suất lao động, chỉ có hoàn thành tốt các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh thì người lao động mới đóng góp một phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Và song song đó thì khi hoạt động sản xuất kinh doanh nó hoàn thành tốt các chỉ tiêu, các cái nhiệm vụ thì doanh nghiệp mới có được một cái nguồn lực tương xứng để chi trả các khoản lương, các khoản phụ cấp khác cho người lao động, để giữ chân người lao động. Doanh nghiệp cũng cần phải thay đổi cái quy trình sản xuất nó ngày càng hiện đại, tiến bộ hơn để đảm bảo được năng suất. Bên cạnh đó thì trách nhiệm sản xuất lao động của người lao động cũng phải được nâng lên để cùng hài hòa, cùng góp phần đạt được cái mục tiêu chung. Thực hiện tốt giải pháp nâng cao năng suất lao động sẽ mang lại nhiều giá trị trong lao động sản xuất, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững.